Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cái cách mà chia sẻ xe internet từ wifi xuống mạng LAN nha. Đẹp. Nè, hiện tại là cái ethernet của mình là không có kết nối nè nha. Chain adapter option nè. Ethernet là không có. Nè, cái Ethernet của mình là không có kết nối. Rồi, của mình là kết nối Wi-Fi nè. Wi-Fi. Rồi, làm sao để chia sẻ cái cục này. Cục này mình đang sử dụng Wi-Fi nha. Mình sẽ chuyển xuống cục này. Cái ứng dụng của cái này á là ai có laptop mà muốn lấy mạng từ wifi xuống cái máy bàn, xuống máy bàn á thì sẽ làm bằng cách này. Rồi, mở cái máy này lên. Rồi, khi mở cái máy lên á là Ethernet nó bật lên nè. Rồi bây giờ mình thử, mình rút ra nè nha. Rút ra nè. Đó. Là cut cable unlock nè. Rồi. Ghim vô nè. Đó, thì nó báo identify. Rồi. Cái máy này đang có mạng nha. Mạng này là mạng mạng LAN á. Là nghĩa là từ cái máy bên đây nó sẽ qua cái máy bên đây. Đấy. Rồi, cái cách làm thì như thế nào? Cái bước đầu tiên á là mình sẽ vô cái phần wifi nè. Chọn property. Rồi, qua cái tab là sharing. Chọn allow other network user connect through this computer internet connection. Rồi. Đó, khi đó thì không có network bởi vì á là cái cục cái cạc mạng LAN nó không có connect được tới cái wifi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn lại bước đầu tiên nè, sharing. Rồi, chọn allow. Rồi, mình sẽ chọn đúng cái cạc mạng nha. Cái cạc mạng, cạc LAN á, là cạc LAN là Ethernet nè. Chọn đúng cái Ethernet. Rồi, chọn OK nè. Bên đây là hiện tại là nó đang chấm than nè. Rồi, khi mà mình chọn allow rồi á thì bên đây nó sẽ có mạng nè, chưa? Đây có mạng nè. Đó. Đi vô. Đó, đây. Rồi. Mình chọn cái sharing. Chọn cái này xong thì nó vẫn chưa kết nối được internet nha. Tiếp theo mình sẽ config cái IP version 4 bên đây. Config IP version 4 thì bên đây mình ghi là lớp mạng
mình phải config nó vô một cái lớp mạng khác nha, lớp mạng khác thì mới được. Lớp mạng là 192.168.1.1. Thì cái lớp mạng của thằng card LAN á, nó phải khác lớp mạng dưới thằng card wifi mới được nha. Nè, thằng lớp mạng của card wifi là mình phải config 192.168.1.7. Rồi, cái default gateway này là cái định tuyến đến cái router. Đây, định tuyến tới router. Router của mình là IP là 1.1.1. Rồi, mình quay lại cái bên đây. Do mạng của mình đó là mình set IP tỉnh. Ha. IP tỉnh nên mình phải config IP. Thì cái lớp mạng bên Wi-Fi là 192.168.1 chấm gì gì đó. Rồi tới cái IP của cái thằng LAN á, card mạng LAN á thì phải là .2, lớp mạng số 2 cho nó khác với cái lớp mạng 1. Rồi ví dụ như bây giờ là cái bên đây mình thử mình ping cho mọi người coi nha. Run. Run CMD nha. CMD. Rồi, ping tới 192.168.1.1, 192.168.1.1. Thì khi mà mình ping được tới 192.168.1.1 có nghĩa là cái máy này nó đã ping được tới cái router. Rồi. Nếu như mà mình ping không được, ví dụ như đây mình không có set IP nha. Mình để IP động đi. Rồi. Rồi, cái Ethernet để IP động. Rồi, qua đây mình sẽ ping thử nha. Ping lại nè. Ping lại. Nó sẽ báo fail ngay, ngay lập tức. Có nghĩa là nó không có định tuyến được tới tới cái mạng LAN bên đây. Đó. Thì cái mạng LAN này nó sẽ thực hiện nhiệm vụ là nó kết nối cái này tới cái card wifi, rồi card wifi này mới tới cái wallet này. Nếu như mình bỏ cái IP đi thì nó sẽ không có định tuyến được tới cái router, nên mình phải set lại cái IP 192 1 9 192.168.2.1 nha. Mình set cái IP khác cũng được, 255. Rồi, mình ok. Ok luôn. Rồi, qua đây mình test lại nha. Test lại nè. Pin 192.168.1.1 nè. Rồi, là ok. Rồi, tiếp theo khi mà mình set IP của thằng này. Của thằng này rồi thì mình phải qua set IP của thằng này một lần nữa. Mình phải set IP để nó định tuyến được tới cái card LAN của máy bên này. Đó, bên đây mình sẽ config cái IP là 192.168.2.7. Nó là thuộc cái lớp mà 192.168.1.2.2.1 bên này nè. Đó, bên này là .2.1 nè. Còn bên đây là .2.77. Rồi. Mình phải định tuyến nó đi đâu? Định tuyến của thằng này là nó phải trỏ vô cái thằng bên đây. Có nghĩa là mạng ở bên cái máy này là IP là .2.7, xong rồi nó phải định tuyến vô cái card LAN của máy bên này thì nó mới hiểu được. Có nghĩa là nó cái đường đi của nó là của thằng bên đây, nó phải đi vô đây. Rồi cái việc mà cấp IP, cấp internet thì do cái card mạng bên đây nó hoạt động. Do cái card mạng bên đây thì cái card mạng này
Nó được chia sẻ internet từ cái con wifi này qua từ đây qua đây, rồi từ chỗ này nó mới qua bên chỗ này đó. Rồi ví dụ như mình định tuyến nó vô 192.168.1 đi ha, là có nghĩa là nó đi trực tiếp vô cái router luôn, nó không có qua cái cạc mạng bên đây, thì thử coi nó có connect được hay không nha. Rồi rồi mình pin tới 192.168.1.1 lại nè. Rồi thử lại kết nối internet nha. Danh mục sản phẩm trang chủ, danh mục sản phẩm cáp máy in, nó vẫn được luôn nha, nó vẫn được luôn. Rồi nói chung á là mình hiểu là khi mà cái default gateway á là nó định hướng đi tới đâu, đi tới cái IP nào thì cái máy tính mình nó sẽ đi tới cái IP đó để nó lấy, để nó truy cập vô vô đó, để nó lấy cái quyền để truy cập internet. Thì cái đây là cái cách mà mình lấy internet từ wifi xuống cái mạng LAN. Đây mạng LAN đó là cái. Rồi bây giờ mình rút ra nè, đó thì nó báo chấm than liền nè, đó rút ra là chấm than. Rồi khi rút ra cắm vô á là bên đây nó có báo cái identify network nè, không đó. Đó, rút ra cắm vô đấy. Đây là cách đơn giản nhất để lấy internet từ wifi xuống mạng LAN. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Nếu như mọi người có thắc mắc gì thì hãy để lại comment cho mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nếu các bạn cần mình giải đáp. Còn nếu như các bạn làm được thì chúc mừng các bạn đã thực hiện thành công. Rồi cảm ơn mọi người đã xem tới hết clip của mình.